Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin kinh tế, công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự 63 doanh nghiệp được vinh danh thương hiệu quốc gia trong mục xúc tiến thương mại và phóng sự Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam trong mục hội nhập kinh tế quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thực hiện quyết định số 262 QĐ-TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội. Vừa qua, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí lãnh đạo bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Chính trị và sẽ trở thành hoạt động thường xuyên trong sinh hoạt đảng cũng như trong các cơ quan công quyền từ năm 2014 trở đi. Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là để các cơ quan có điều kiện thu thập thêm thông tin, nhận định, đánh giá đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân mỗi đồng chí, đồng thời cũng là kênh để cơ quan cấp trên tham khảo, đánh giá về cá nhân các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm. Với cá nhân mỗi đồng chí, đây là dịp để tự nhìn nhận, qua đó có biện pháp cố gắng hơn trong nhiệm vụ của mình. Các đồng chí được tín nhiệm cao thấy được trách nhiệm của mình, từ đó tiếp tục phát huy. Các đồng chí tín nhiệm chưa cao cần phải cố gắng khắc phục những hạn chế trong công tác, cuộc sống. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đề nghị những người bỏ phiếu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như các công việc hàng ngày của lãnh đạo bộ để nhìn nhận, đánh giá khách quan đúng quan điểm của mình trên lá phiếu. Mới đây, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2014 và ra mắt chuyên trang đa phương tiện. Sau 2 năm chính thức đi vào hoạt động, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương đã thực sự trở thành kênh cung cấp thông tin chính thống của Bộ Công Thương trên môi trường Internet. Trong năm 2014, đã có gần 1.700 tin bài được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương. Việc cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời và duy trì thường xuyên đã phục vụ hiệu quả cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Công Thương. Tại hội nghị, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ ra mắt chuyên trang đa phương tiện của Cổng Thông tin Thương mại Điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ media.moit.gov.vn. Chuyên trang đa phương tiện cho phép độc giả được tiếp nhận thông tin bằng cách thỏa mãn các giác quan khác nhau, tạo nên hiệu ứng tương tác mạnh mẽ nhất so với các loại hình truyền thông khác. Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xuất bản ngành công thương năm 2014 và 10 năm thực hiện chỉ thị số 42 CTTU. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã có 2 nhà xuất bản gồm Nhà xuất bản Công Thương và Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động xuất bản của ngành đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, hướng dẫn học tập, kỹ thuật sản xuất v.v. trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tin tưởng rằng với nỗ lực phấn đấu không ngừng khắc phục khó khăn, hoạt động xuất bản của ngành công thương vẫn giữ được sự ổn định và từng bước chấn chỉnh kiện toàn hoạt động để từng bước đi lên, đáp ứng những điều kiện mới quy định của luật xuất bản. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh bên cạnh những thuận lợi, công tác xuất bản của ngành công thương sẽ còn phải có nhiều nỗ lực, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để khẳng định vị thế trong ngành xuất bản, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức vinh danh các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2014. Tới dự và phát biểu chỉ đạo chương trình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định 63 doanh nghiệp được công nhận thương hiệu quốc gia là điều đáng tự hào, chứng tỏ bản lĩnh, năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế đất nước và thế giới còn rất nhiều khó khăn như hiện nay. Đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp trong nước bằng chính sách vĩ mô ổn định, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp phải chủ động để giữ gìn, tiếp tục tìm tòi, sáng tạo các giá trị mới trong từng sản phẩm, thương hiệu mà mình giới thiệu ra thị trường. Thương hiệu quốc gia là chương trình do Thủ tướng phê duyệt năm 2003, giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với nhiều bộ, ngành thực hiện với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ. Định kỳ 2 năm một lần, chương trình vinh danh các thương hiệu quốc gia sẽ được tổ chức thông qua quá trình đánh giá, tuyển chọn, kiểm tra trên các bộ tiêu chí khắt khe. Hôm nay năm 2014 là lần thứ tư chúng ta tổ chức xét chọn các doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu quốc gia. Trên thực tế thì rất nhiều các doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu quốc gia những năm trước thì cũng đã phát triển vững chắc và khẳng định cái uy tín của mình. Cả trong các lĩnh vực sản xuất hàng hóa, các lĩnh vực dịch vụ phân phối, lĩnh vực viễn thông, lĩnh vực ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp có thương hiệu đạt thương hiệu quốc gia thì cũng đã tận dụng rất là tốt trong những năm qua.
để mà phát triển được sản xuất kinh doanh của mình. Tham gia chương trình thương hiệu quốc gia, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đó vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, làm sao giữ cho được cái giải thưởng cao quý đó. Đó cũng chính là giữ được cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi đã tập trung phát triển mạnh những thế mạnh trong chuỗi giá trị từ nguyên liệu đầu vào trong quá trình quản trị doanh nghiệp và phục vụ khách hàng. Làng thương hiệu quốc gia thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi không chỉ là thương hiệu quốc gia ở chợ, là có nghĩa là chúng tôi đã phát triển trong nước. Với định hướng sau hơn 12 năm phát triển ở tại Việt Nam, chúng tôi đã khẳng định được cái vị thế của mình là vị thế là nhà cung cấp sản phẩm hàng đầu ở thị trường. Thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai các hoạt động để chúng tôi sẽ có một phát triển sản phẩm ra nước ngoài. Trong dịp này, 63 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia đã được vinh dự tiếp kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi tiếp kiến, Chủ tịch nước đánh giá cao các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia vẫn giữ được tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, phát triển tốt về doanh thu, giữ vững được thị trường nội địa và xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế đất nước và quốc tế còn gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch nước lưu ý đây là thời điểm để Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời là cơ hội để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới cao hơn thông qua việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, dự kiến ký kết các hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc, Liên minh thuế hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Do vậy, các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia cần tích cực chủ động đóng vai trò là động lực cho phát triển trong năm 2015 và những năm tới. Nhưng mà tôi đánh giá rất là cao những hạt nhân quan trọng là những doanh nghiệp mà đạt cái danh hiệu thương hiệu quốc gia. Tôi hiểu đây là những đơn vị mà đạt được ít nhất hai mục tiêu mà đất nước đã mong muốn. Đó là sức cạnh tranh của sản phẩm. Thứ hai là sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mà nếu như phần lớn cái đội ngũ doanh nghiệp của chúng ta được thế này thì ông quý bà vui vẻ họ sẽ nói câu rằng sức cạnh tranh của nền kinh tế chúng ta các ông chỉ được bao giờ quên ba cái mục tiêu mà đất nước chúng ta phải tranh trở, làm thế nào các cái sản phẩm quan trọng của nền kinh tế phải có sức cạnh tranh rất là mạnh, không những tại thị trường nội địa mà kể cả thị trường ASEAN và thị trường quốc tế. Bây giờ mình tham gia hầu như tất cả các thị trường phía khu vực. Để hoàn thành những mục tiêu đó, Chủ tịch nước yêu cầu các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia cần đảm bảo uy tín, chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống sản xuất kinh doanh tiên tiến và năng lực tài chính lành mạnh, không ngừng cải tiến công nghệ máy móc nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh, tiếp tục nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình trong và ngoài nước để xứng đáng với vai trò tiên phong thương hiệu quốc gia. Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã hoan nghênh Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã tổ chức xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia, góp phần vào thành công hơn nữa của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định uy tín của các doanh nghiệp và chương trình thương hiệu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, EU là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển và hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Mối quan hệ này đang đạt độ chín và hướng lên tầm cao mới theo hướng thực chất và hiệu quả. Việc ký kết chính thức Hiệp định Khung Đối tác và Hợp tác Toàn diện PCA và khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA là những bước phát triển mạnh mẽ và quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-EU. Theo số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu, EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong đó Việt Nam đạt thặng dư thương mại đối với khối này trong nhiều năm. Quan hệ thương mại song phương đã tăng từ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ lên trên 26 tỷ đô la Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Tính đến hết tháng 6 năm 2014, 23 trên 28 nước thành viên EU có đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt gần 18,4 tỷ đô la Mỹ. EU và các nước thành viên là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai về ODA và là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là một Hiệp định Thương mại Tự do toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và đem lại lợi ích cho cả hai bên. Hiệp định sẽ bao gồm các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm. Khi mà cái hiệp định này được kết thúc và được ký kết thì rõ ràng là cùng với việc thuế được đưa về 0% sau một cái lộ trình nhất định với phần lớn các mặt hàng mà hai bên quan tâm thì cái cơ hội để chúng ta tăng xuất khẩu và từ đó thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ EU là rất là lớn. Và Việt Nam và EU là
hai thị trường có cái nền kinh tế tương đối mang tính chất bổ trợ cho nhau. Góc độ là một cái hiệp định với chất lượng cao thì hiệp định này chắc chắn sẽ đem lại cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU được ký kết, xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng từ 30 đến 40% và xuất khẩu của EU sang Việt Nam sẽ tăng từ 20 đến 25%. Như vậy, sau Singapore và Malaysia, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ 3 đàm phán tiến tới ký kết một thỏa thuận thương mại tự do đối với Liên minh châu Âu-EU, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tầm ảnh hưởng của FTA rất là quan trọng cho cả Liên minh châu Âu, cho nước Ý nước riêng và cho Việt Nam nữa. Cho nên đây là một những cái đàm phán rất là quan trọng mà chúng tôi đang tiến hành. Chúng tôi cũng sẽ gặp những cái cản trở nhất định và theo chúng tôi thì chúng ta sẽ phải tiến từng bước một từ từ để đạt được cái mục đích mà chúng ta mong muốn. Thị trường của Liên minh châu Âu cũng là một thị trường đã trở thành thị trường rất là quan trọng với nền kinh tế của Việt Nam. Và tôi chắc chắn là khi chúng ta đạt được thỏa thuận của FTA thì lúc đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội và có tiềm năng để có thể phát triển về kinh tế của mình nhiều hơn nữa. Theo nhận định của các chuyên gia của Bộ Công Thương, EU hiện nay là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, một thị trường phát triển ở trình độ cao, nên các hệ thống kiểm soát về quy chuẩn và tiêu chuẩn hàng hóa tại thị trường này là rất phức tạp. Hiện chỉ có khoảng 42% mặt hàng của Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập GSP. Tuy nhiên, nếu ký thành công FTA với EU thì sẽ có ít nhất 90% mặt hàng Việt Nam được hưởng mức thuế 0%. Do vậy, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp Việt Nam cần phải tận dụng mọi cơ hội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, hướng tới mở rộng các cơ hội thâm nhập vào thị trường này. Cụ thể, phải chủ động cập nhật thông tin về quá trình đàm phán FTA, các quy định về xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi, xây dựng kế hoạch để có thể tham gia chuỗi cung ứng trong khu vực, đồng thời nắm vững các tiêu chuẩn kỹ thuật, thói quen tiêu dùng của thị trường này để đảm bảo khi kết thúc đàm phán, doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các cơ hội xuất khẩu. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các nhà lãnh đạo ở Liên minh châu Âu và Việt Nam thì cả hai đoàn đàm phán Việt Nam và Liên minh châu Âu đang tích cực tổ chức các phiên đàm phán để hiện thực hóa việc kết thúc đàm phán trong một vài tháng tới. Hiện nay chúng tôi đang có một đoàn đàm phán nhỏ sang Liên minh châu Âu để tiến hành đàm phán ở Liên minh châu Âu. Và trong thời gian tới đây cũng sẽ có thêm các phiên đàm phán nhóm nhỏ cũng như các phiên đàm phán chính thức để cố gắng làm sao có thể thực hiện được ý kiến chỉ đạo của các nhà lãnh đạo là kết thúc đàm phán trong một vài tháng tới. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam với vai trò là công cụ chủ chốt để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện, song phương và tăng cường quan hệ thương mại đầu tư tốt đẹp hiện có trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. EU và Việt Nam mong muốn xây dựng Hiệp định thương mại tự do này thành một hiệp định hiện đại, toàn diện và cân bằng để hai bên giải quyết các thách thức hiện nay và trong tương lai, và là một trong nền tảng quan trọng góp phần tăng cường quan hệ thương mại châu Âu và Đông Nam Á.